Hey, và hôm nay khỏe không tất cả anh em? Juice Spidey và chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Trộn Fake Quest TV Show. À quên, chúng ta đã chơi Trộn Fake Quest nhưng mà TV Show thì chưa chơi. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi cái này. Và Trộn Fake Quest hôm nay sẽ liên quan đến TV Show, tức là những cái chương trình tên TV anh em ạ. Và chúng ta sẽ nhập vai một thanh niên rất là bựa đi trộn người khác. Ok, thì để xem chúng ta có những trò trộn đặc biệt nào ngày hôm nay nào. Let's go boy. Oh, màn đầu tiên của chúng ta đây, level 1. Nhìn qua loa đại khái là thấy thanh niên này lái trượt patin xong ngã sấp mặt lờ ra. Ok, chân sưng này. Bên này là cái patin bị vỡ này, bị gãy này. Còn đây là ông già tông à? Hai người tông nhau à? Không biết nữa, nhưng mà xem nào. What? Có xe cứu thương tới chợ đi. À, thua rồi. Vậy là chúng ta bị tông xong lấy xe cứu thương chở đi là quá là bình thường. Quá là bình thường luôn, nên chúng ta phải chơi lại thôi. Rồi, anh bạn già này chắc chắn là có gì đâu. Sao lại gãy đâu? Sao lại gãy đâu? Ok, có gì không? Không có gì hết. Wait. À, wow. What? mình click gãy nhiều quá. Sau ổng hiện cái bóng đèn trên đầu như kiểu là có ý tưởng gì đó đặc biệt. Sao nào? What? Ông có ý tưởng gì? Ông có ý tưởng gì? Thanh niên, ai? Ây, đẹp. Chết đi luôn rồi, what? gái đâu ra ý tưởng. Rồi, ý tưởng nào? Mẹ, sao xuất ý tưởng đi. À, ui, lại còn. Tiếp, gái tiếp. Ơ, what? Hết rồi. Bây giờ click. Cái này là bị chôn rồi anh em ơi. Cái này là mình bị chôn ngược chứ không phải là mình đi chôn người khác nữa. The fuck. Ông thậm chí nó không tèm gọi điện thoại gọi cứu thương nữa. Ông tới ông tát mình một phát cho mình nằm đó luôn. Do cái tội lái patin ngu á. Ok fine. Level 2 boy. Gì đây? Cái này chắc chắn là Sherlock Holmes rồi nè mày. Này chắc chắn là Sherlock Holmes rồi. Thám tử Sherlock Holmes. Được rồi. Thám tử hôm nay có vụ điều tra án mạng nào ở đây chẳng? What? Anh ấy làm cái gì vậy? Đo nồng độ cồn à? Gì thế? Ông đo cái gì ấy em ơi? Cầm cái gì trên tay này? Xong đo gì đấy? Có chắc chắn phải có gì đó đặc biệt. Rồi, ơi gì đấy? Ơi ô. À, xì hơi luôn, là một phát xì luôn. Tức là nín hơi từ trên miệng thì xì xuống dưới mông. Ok. Được rồi, level 3 đi rồi em ơi. Chúng ta đã click được 143 cái click rồi. Nhưng mà mới chỉ qua level 3 thôi. Rất là tệ. Ở đây có một thanh niên cầm súng. Một cái xe đang nằm lộn ngược lại. Và bên này là một anh bạn đang rất là run. Cái gì đây? Cái này là cái hình như là bộ phim gì đó anh em ạ. Như kiểu Star Wars ấy, chiến tranh dải ngân hà ấy. Để xem nào. Wow. Ê, dừng, đừng bắn nữa, stop. Đẹp. Fuck, ok, chúng ta phải làm sao đó để ngăn anh bạn này lại rồi. Làm thế nào đi? Xây cầm M4. M46 đây rồi. Red Dot nữa, đậu xây như điên luôn. Ây, không có chỗ nào hết. Không tài nào đi dừng cái thanh niên này cầm súng nó sấy lại hết luôn. Đậu sền. Có cái gì đây hết nhờ? Đậu. Khó nhờ. Ê. Wow. Ok, đó là con nhện. À quên, con sâu. Được rồi. Và chúng ta đầu tiên là click vào thanh niên, cho thanh niên bắn súng cái đá. Sau đó là kéo con sâu từ trên kéo xuống. Ok, fine. Được rồi. Đây, bây giờ mới cho thành công. Được rồi, level 4 của chúng ta đây em ơi. Mình đang nghe cái tiếng gì đó nó rất là kỳ quái. Không hiểu ai thanh niên. À, đang xem TV. Đang xem chương trình gì đấy. Xem nào. Vãi cười đâu. Bên này ha ha, bên này hê. Giờ nào? What? Mình chỉnh được cái anten luôn. Ê. Đổi nhầm chương trình rồi. Đổi nhầm chương trình
Phim kinh dị rồi, đậu xanh. Tức là hai thanh niên sợ. What? 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 Ai? Sao đổi luôn đâu? Mình không quay được anh em ơi. Mình không ấn tiếp được nữa. Ấn đến cái đoạn đấy là hết luôn rồi đâu. What? Sao ngồi cười mãi thế đâu? Quỳ hai thanh niên này luôn. Cứ ngồi cười thôi. Ê, 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 ê. Khó nhờ. What? Ôi. Ôi. Ê ê ê ê. Nụ cười như hai thằng điên luôn. Vẫn còn cười này, hiện tại vẫn đang còn ngồi cười. Trời đất ơi, té xa là như vậy. Nãy giờ mình ngồi lâu thấy bà nội luôn em. Được rồi, nó cười ồn quá đi. Trời ơi, thôi qua màn năm thôi. Trời ơi. Được rồi, chương trình TV show nào đây? Nhìn rất là quen anh em ạ. Mình nhìn hai nhân vật này mình rất là quen, nhưng mà không biết là ai đây. Và chúng ta có một cậu bé và một cô bé với một thanh niên đầu hình hình vuông đứng nhìn cái gì đây? Chỉ có thể là giọng cười chôn rất là mất dạy đây. Đây chắc chắn rồi. không thể nào mà cười được như vậy nữa. Rất là khó luôn. What? Wow, biến thành cục giấy rồi. Pum, biến thành cục giấy. Pum, biến thành cái hút bồn cầu. Ok. Ok. Chú cứ đứng đấy. Đấy, chú cứ đứng đấy. Anh vật trụy sẽ tròn chú, trôn chú, quên. Đâu rồi, cần gì? Cười đi, mày cười đi. Mày cười đi con, mày cười đi, đúng rồi, cười đi. Gì ở đây không? Ôi, lấy cái hút bồn cầu, đúng rồi. Lấy cái hút bồn cầu. Chị ơi, chị ơi. Nhìn sang bên trái, chị ơi, lấy cái hút bồn cầu. Oh, fuck. Không lấy. Không muốn lấy một chút nào luôn. Ôi chết chết. Ơi đệt đậu. Ok, về chúng ta sẽ cho chị biến thành cái giấy vệ sinh trước đi. Được rồi, lấy giấy vệ sinh. Ê đây. Ê đây. Mình kéo cũng không được. Click không được, kéo cũng không được luôn đó. Phép. Biến hình. Ấy. Wow, kéo lên được. Uầy ơi, cầm chị ơi. Cầm táng vào cái mặt nó, đúng rồi, táng. Éo cầm. What? Đấy, mày cười đi con. Mày cười đi. Mày cười đi. Bây giờ mày hết cười chưa? Mày hết cười chưa con? Cười hả mày? 460 mấy cái clip mới qua đến cái bàn 6. Ok, và chào mừng tất cả anh em đã đến với chương trình TV show Người Ngoài Hành Tinh Bay Đến Trái Đất. Nhưng mà chúng tôi gặp một sự cố, đó là đâm miệng vào cây xong rồi hư luôn cái tàu rồi. Hết về luôn rồi. Ok, anh chị sẽ làm gì đây? What are you doing? Đây anh chị. What? Ok, vậy là con tàu vũ trụ Người Ngoài Hành Tinh có vấn đề gì với cái cửa mở ra cái là nó cháy sấp mặt luôn. Vậy là chúng ta sẽ phải làm gì đó. Phải làm gì đó để đẩy con tàu này về lại ở với hành tinh của nó. Nhưng mà làm sao? How? Mà tại sao hai anh chị văn phòng lại ra đứng đây mà không gọi cảnh sát? Eltham gọi xe tăng luôn tới bắn vỡ nát cái tàu ngoài hành tinh luôn đi. What? Wow! Wow! Ui! Người ngoài hành tinh. Được rồi. Và chị ấy chính là người ngoài hành tinh. Đúng rồi, mở cửa. What? Cả hai đứa này là người ngoài hành tinh luôn. Chui vô. Đấy, đúng rồi, chui vô. Đấy. What? Lại. Và đó chính là TV show của người ngoài hành tinh. Level complete. Đây có phải là bộ Hotel Transylvania không nhỉ? Khách sạn ma quái ấy, nếu mình không nhầm. Nhìn rất là giống luôn đây này mà. Được rồi, và chúng ta có gì đây? Đây có cái gì thòng lọng mà như cái gì treo cổ. Để xem dưới này xem nào.
What? Ấn vào người nào là người ấy cười sấp mặt luôn à? U thật luôn kìa. What? Dead. Cười hết luôn. Nhưng mà rất là kỳ lạ, rất là kỳ lạ. Đó là chỉ có mỗi anh bạn cao kêu này là khóc thôi. Why? What? Không hiểu gì hết rồi. Hoàn toàn là em hiểu gì luôn, khó quá. Ấn vào không có tác dụng gì hết. Wow. Nice. Và đó chính là Ok, được rồi. Rồi. Và chúng ta chỉ cần đè cái con chuột vào thanh niên đang xoay xoay ở phía trên kìa kìa. Đấy, thanh niên tay dài đấy là chỉ cần qua được rất là dễ dàng luôn. Mấy chú tính cười anh hả? Mấy chú tính cười anh cười cho mấy chú sấp mặt luôn. Đấy, đấy chính là cảm giác của anh bạn ở chân dài tay dài. Được rồi, level tiếp theo của chúng ta đây, cái gì đây? Biển quảng cáo hả? Better Control. Better Control. Bên này thì có một cái mũi tên nó chỉ xuống cái cửa. Trên này là có bức tượng nữ thần tự do. Bức tượng nữ thần không có vấn đề gì hết. Đây này, cái cửa này có vấn đề chắc chắn luôn. Mở cửa à? Ây! Là... Ây! What? Sao có con bắt của thanh niên nào đây hiện ra đấy nhở? Wow, ok. Wow, nice. Cái gì đây? What? What? Ok, một pha hỉ mũi đi vào lòng người. Quảng cáo đấy, biển quảng cáo, đừng có nghĩ biển quảng cáo là có thể đứng yên nhà, biển quảng cáo có thể hỉ mũi nữa. Và nó chỉ có trong John Fayquest ấy đấy mà. Chúng ta có gì đây? Chúng ta có gì đây? Một cuộc phẫu thuật không được công khai. Có vẻ là rất là kinh dị. Có vẻ là... gì này? What? Đâm vật đi luôn. Ở đây chúng ta có thể click được này mà. Có thể click được. Ngon. What? Sao cũng đâm cái mà mình thoát tim nhỉ? Ok. Huy đậu xanh. Vãi cái cù lét. Ok, đậu xanh tự dưng mình éo hiểu sao mình giật mình luôn anh em ạ. Mình bật volume hơi to, nó làm một phát mình giật mình luôn. Ok, và level 10 của chúng ta đây rồi, level cuối cùng anh em ạ. Đi xem, chúng ta có một nữ phóng viên ở đây. Thanh niên, nữ phóng viên nhìn mặt là biết là mặt trôn rồi. Ok, và còn bên này thì sao? Bên này là một đại gia bụng bự. Rồi, bên đây chúng ta có một cuộn giấy. Sao lại có một cuộn giấy ở đây nhỉ? Sao vô lý thế nhỉ? Lấy ra được không? Rồi sao nữa? Lấy ra được không? Chẹp. Nghe cái tiếng chẹp. What? Hai người hai cờ mảnh giấy trên mặt tôi sao nữa? Hỉ 966 point rồi, ok. Bên này sao? Thanh niên bên này tởm hơn nữa. What? 987 point. Hình như mình hoàn thành luôn hay sao á? Vậy là hình như hoàn thành game luôn rồi. Được rồi. Ok. Vậy là John Fayquest TV Show. Mình đã vượt qua được 10 level. Đây, không còn gì để nói với cái series John Fayquest này nữa. Lúc nào nó cũng cực kỳ là buồn cười và nó cực kỳ hắc não luôn. Rất là hắc não luôn. Nhưng mà nếu anh em chơi các bản John Fayquest này trên điện thoại ấy, thì nó sẽ có rất là nhiều level luôn. Nó có tận 30 mấy cái level nữa. Và rất là mới luôn. Và mình đang chơi trên máy tính nên nó hơi ít. Nó được có 10 level thôi. Ok. Rất cảm ơn anh em đã xem John Fayquest TV Show. Và hẹn gặp lại anh em trong những series John Fayquest tiếp theo. Và bây giờ thì xin chào và tụng một ngày tốt lên. Chú.